Cái cụm từ tiếng Pháp có chứa từ cu. Accoudement có nghĩa là sự hỗ trợ, sự giúp đỡ. On voulait te demander un coup de main. Chúng tôi đã muốn nhờ bạn giúp một tay. Un coup d'œil có nghĩa là cái liếc nhìn, nhìn thoáng qua. Veuillez jeter un coup d'œil à nos tarifs. Vui lòng nhìn lướt qua mức giá của chúng tôi. Un coup de coude. Một cú huýt. J'ai pris un coup de coude en jouant au basket. Un coup de pied là một cú đá. Elle a donné un coup de pied à Paul dans la jambe. Cô ấy đá vào chân của Paul. Un coup de poing có nghĩa là cú đấm. Il m'a donné un grand coup de poing dans le ventre. Anh ta đấm mạnh vào bụng tôi. Un coup de soleil. Sự cháy nắng. Alice est allée à la plage hier et elle a attrapé un coup de soleil sur le visage. Alice đã đi biển ngày hôm qua và mặt cô ấy bị cháy nắng.